ôn kê hai phăng mốc rồi hay sợ nẹ chật kháng ấy. Ất miên ơi tụi phăng nè nè à chỉ rất đau phăng si tia kê nâng là mồm chốc ban chốc tình. Ồ tê mốc này ta mốc tia dương đây ta. Mốc nâng cả đôi ơi chê nơ tia ấy. Ôi kì rộp an nè phùm mà khếp mà ấy xong. Mà kếp có ọt này nâng tia. Này cũng đi phê nha, tạm bật phê xuống nhóm chốc phăng là hôn mà. Oh yeah. À ban chốc phăng là hôn miên ơi. Tay chỉ rất nâng chai là chai chăng. Yên tê à lấy xả lấy phá khỉa bà nhóm chốc phăng ban mày. Tại bởi dân chụp phạc ban nhưng trong ban ấy như mai à. À lấy rồi cho bác nhóm tên dây cho môi nãy chân kháng nè ấy tầng ơ bắt bộ kê tha. Chụp phạc. Oh yeah. Thôi cũng ai hai nhóm phạc tiệt. À lấy chưa ấy. À lấy cho mơ đây. Tớ prap nãy chân kháng dần. Nãy chân kháng rộp an mà khê của bạc can bạc can. Ơi về thật bia dạng đi chỉ vật. Nè ơi, bột nhóm mặt ơi phát ấy. Hai nhóm có son giá mới quá đẹp thả ớt phát ấy. Oh yeah. Bỏ nhóm phát tiết chứ cái em không? Ây kì. Chốp mẹ ơi. Chốp ấy bà son giá mới kia nè, đã sợ chứ cái nè. Mùi sợi. Bà son giá mới kia thả chốp ấy nè. Không chân khói thế, bố sao chân khói. Cái khơi mình thao cả. Mẹ. Rất bía ớt á. Xong bác. Bị nhiệt vì chất bằng đá chẳng này. Con máu thôi. Ui dây 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 dây. Con phẹp quát á. Ta quát đắng cả bia nhóm cái này. Ê. 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 Ê.